Đây, cái kẹp vù mỡ nhanh nhé. Đấy, cái đầu kẹp để bơm mỡ, kẹp vào vù mỡ để bơm nhanh. Đấy, có anh em có hỏi là cái bộ của nó gồm những gì. Đây thì bên trong này là cái cáp thôi. Đây, bộ của nó thì nó sẽ có bao gồm là cái đầu kẹp. Đấy, đầu kẹp vù mỡ. Anh em lưu ý nhé, là riêng cái bộ này nó sẽ có thêm một cái phớt. Đấy, một cái phớt cao su. Đấy, để thay thế. Bởi vì là cái này thì chẳng bao giờ nó hỏng đâu. Nó chỉ hỏng duy nhất là nếu mà dùng thời gian lâu dần ấy, lâu quá thì nó sẽ bên trong này khi mình bóp này, đấy, nó sẽ có cái đệm cao nong đen cao su bên trong. Đấy, thì là sau này khi mà nó mòn rồi thì anh em có thể có cái thay thế. Và mình cũng đang về đến 5.000 cái đầu này cơ, để cho anh em sau này trong quá trình sử dụng mà cần thay thì có thể mình sẽ gửi tặng. Đấy. Đấy, cái này chắc là nhiều anh em cũng biết được cái công dụng của nó rồi. Thì đây, cái dây bơm mỡ của mình thì mình sẽ xoáy vào cái đầu kẹp này. Và khi mình bóp cái này thì cái đầu kẹp nó mở ra, mình sẽ kẹp vào vù mỡ. Đấy, nó sẽ hạn chế cái mỡ nó bị tiêu hao, nó bị phòi ra ngoài trong quá trình mình bơm. Thứ nhất. Đấy, thứ hai là nó giúp mình rảnh tay hơn. Công việc thao tác nó nhẹ nhàng hơn. Đấy. Thì đây là cái đầu kẹp vù mỡ. Anh em cần thì cứ liên hệ. Đây. Hotline bên mình đây. Đấy, 0922410000 nhá. Đấy, còn ngoài bơm, tất cả các cái thiết bị bơm mỡ, dầu mỡ công nghiệp là bên mình có đủ cả. Đấy, như anh em để ý bơm này của bên mình đấy. Bơm 900cc 2T. Đấy. 2T có tay cầm chống trượt rất là dày. Đấy, để cho anh em hạn chế cái mỡ nó trơn tay. Ok nhá. Đấy, anh em nào cần thì cứ liên hệ với cả bên mình. Đấy, bên mình thì ship hàng toàn quốc. Cảm ơn anh em.